Rồi, xin kính chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Anh em có thể thấy là trước mặt mình đây là một cái xe Future 110. Thì theo anh em nhìn dàn hình thức ở bên ngoài rất là đẹp đúng không anh em? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nhưng mà xe này là xe của một anh khách bên mình ha. Thì gọi cho Đạt, Đạt xin phép là không được quay, không quay biển số vì cái này nó có liên quan đến cái người bán xe. Và xe này là của khách nha anh em. Xe này là khách gửi qua cho mình, chạy qua cho mình luôn, chạy trực tiếp qua cho cửa hàng mình để nhờ mình làm lại cái bộ nồi. Vì bộ nồi hình thức nó bây giờ là nó rất là tàn rồi anh em. Nó không biết tại sao vấn đề gì đang xảy ra với cái xe này luôn mà mình cũng chưa mở ra kiểm tra gì hết nha. Vì mình quá là nhiều việc, hôm nay thì mình mới dắt nó ra giữa nhà để mình quay clip cho anh em, rồi mình sẽ nói chung là mình sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Nên trong cái quá trình mà mình làm cái xe này thì cái xe này anh em nhìn ở ngoài anh em có thể thấy là rất rất là đẹp ha, nhưng mà thực chất ra cái xe này á thì như khách của mình báo á, là cái xe này là mua của một nơi đó là theo anh ấy rất là uy tín luôn. Anh ấy đã từng mua một chiếc xe và làm lại một chiếc xe rồi á, thì đó là uy tín ha. Thì mua cái xe này giá là 20 mấy triệu anh em, và mua chắc là anh ấy kêu là hơn một tháng, chỉ mới hơn một tháng thôi, mà một tháng là anh ấy chạy có tầm 10 ngày à, mà cũng chạy khoảng cách gần đưa con đi học thôi chứ không có chạy xa. Anh em thấy xe này nó còn chưa dính bụi nữa anh em, bánh này em này thấy bánh không, bánh nó còn chưa dính bụi nữa đó, bánh sau nó là mới rồi nè anh em đó. Thì bây giờ tình trạng của nó là cực kỳ phức tạp anh em, là không thể chạy được. Đầu tiên là anh em nhìn ha, đây tay thắng như vậy, đây không bóp được, kẹt stop chân luôn, kẹt stop chân luôn, lúc nào nó cũng sáng hết trơn, thôi là không có chạy được ha. Đó rồi, tiếp theo là cái nồi anh em, cái nồi là như vậy đây ha, cái này là cái đạp này anh em đó, và anh khách mình không chạy được luôn, tức là chạy tới đây là không thể nào chạy về được luôn anh em. Chạy tới đây xong là không chạy về được, không có cách nào để đi đạp cho nó nổ máy để mà về được hết đó. Đó. Và cái xe này bị bùa rất là nhiều anh em nha. Từ dàn áo tới từng con ốc luôn. Là nói chung là bị bùa, bị thuốc lại hết ha. Và anh em thể nhìn dàn chân rất là đẹp đúng không? À, cái năm này là hàng mới nha. Lốc này sơn lại nè. Cây giò đạp hàng mới nè. Các chân này đánh lại nè. Anh em thấy không? Cái chân này nó đánh lại mất cái lớp xi nè. Anh em thấy nó xám xịt không? Nè, cái bô này hàng mới nè. Nè. Đó anh em thấy chưa, đó ốc này, ốc thay hàng mới nè, hàng lô nè, đó nè, gù này cũng gù tào lao nè, đồng hồ thay mới nè, anh em thấy không đó. Anh em mua một cái xe là 20 mấy triệu là ngon ha. Nếu mà anh em không biết coi xe là anh em bị lừa chắc chắn luôn đó anh em, anh thiệt với anh em luôn chứ. Hôm qua nhìn mà anh khách rất là buồn đó anh em, đó đưa xe qua cho mình kiểm tra mà mình nói những cái điểm mà không hợp lý của cái xe này ha. Niền trước lô luôn nè, niền trước lô đâu mà niền trước lô, niền Union lô, niền Union nè, đó cỡ đó là thôi luôn em nè. Cái đùm này anh em nhìn anh biết cái màu đùm này không có đúng rồi nè, đó phục này dặm lại nè, dặm lại nè. Đó, dưới này thì trời mà trên này nó mới nè. Đây nè, nút chậm lại nè. Đó. Nói chung là anh chủ này mua cái xe này là bị hố rồi nha anh em. Nên là hôm qua mình nói vậy thì rất là buồn, nhưng mà rất là bình tĩnh là anh không có quay lại anh gọi cho cái người bán xe cho anh. Tại vì cái xe này mới mua cách đây một tháng rồi anh em. Mà bây giờ anh em có thể thấy nè. Đó, đạp xe nè. Như vậy là xong rồi. Không, nó bị tuột luôn nè, nồi không biết nó vấn đề gì mà giờ nó tuột luôn rồi, không xài được nữa. Cái stop chân thì nó kẹt với cái tay thắng nè, anh em mới mua có một tháng là tay thắng rồi nè, không xài được nữa luôn, là cái stop chân nó cứ bị kẹt luôn, hết bình luôn nè, để đâu được đâu nè. Đó, không để được luôn à. Đó thì lưu ý tất cả những anh em dẫn khách có gọi điện thoại thẳng cho mình, kêu là cái xe của anh là em cứ quay lên thoải mái cho anh coi. Đó, thì quay lên thoải mái cho anh coi để anh biết cái tình trạng nó như nào. Thì mình cũng sẵn sàng rồi anh em. Đấy thì trong
nay hoặc là mai thì mình sẽ mổ cái xe này ra, cái lốc bên này ra, cái lốc bên lửa ra, mình coi coi là cái tình trạng nó bị như nào ha. Thì cái xe này nói chung là nó lai tạp cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng hên là họ dọn cái xe nhìn nó cũng còn liền ha, nhìn nó cũng không có tới nỗi nào, nhìn xa xa vào thì cũng ok, cũng còn rất là đẹp đó nè. Dọn này cũng có tay nghề lắm đó nè. Cặp te này anh em mua, thấy anh em thấy không, mua mấy cái tem này dán vô nè, ba bữa nó bong ra nè. Tem này tem gì chứ, tem này là tem hàng mới. Cặp te này móp hết trơn rồi. Nói chung là khi anh em đi mua xe thì anh em nhớ so con một cái xe cho nó kỹ càng vô nha anh em. Chúng ta đó là dễ bị những cái thương lái họ không có tâm, họ lừa, thì mình phải hết sức mình lưu ý luôn. Rồi thì cảm ơn em đã xem cái clip rất là nhiều ha. Thì trong ngày mai mình sẽ có cái clip làm về cái bộ nồi, cũng như là trong cái phần phía trong của cái máy của cái xe này, xem là nó bị như thế nào nha. Rồi cảm ơn em.